À vâng, à, xin chào các bác nhé. Hôm nay bên em tiếp tục về thêm khoảng tầm 200 bộ máy khoan pin Makita 12V. Đối với cái dòng khoan pin Makita 12V pin lithium này thì bên em đã bán ở ngoài thị trường khá lâu rồi, trong thời gian khoảng tầm 2 đến 3 năm nay. Chất lượng của dòng máy khoan pin Makita này nó rất là tốt, độ bền rất là cao nhé. Đây, đối với trên tay em đang cầm một thân máy của máy khoan pin Makita 12V. Thì đối với cái dòng khoan pin Makita 12V này nó có 18 cấp độ khoan pin bán vít. Đây các bác nhìn tối đa là số 18 nhé. Cấp độ của nó này, cấp độ khoan pin này, được chưa? Đấy, 18 cấp độ khoan pin bán vít. Có hai, nó có hai tốc độ 1 và tốc độ 2, tức là nhanh và chậm. Đây, tăng giảm hai bên này, bên dưới này, đúng không ạ? Đây là nút gạt này, nút gạt ra vào này, ra nhé, vào này, đúng không ạ? Có đèn sáng này, máy có đèn sáng nhá, và có điều tốc vô cấp. Đây các bác bấm nhẹ này, nó máy nó vòng tua nó chậm đúng không ạ, bác bấm mạnh vòng tua nó tăng dần đúng không ạ, và bấm kịch cò thì nó sẽ tăng cực đại luôn. Vỏ ngoài của máy sẽ được bọc một lớp cao su này chống va đập xước sát của máy, và một viền nhựa rất là chắc chắn. Đấy, đây là thông số của máy này, Makita này 12V này. Các bác có nhìn được rõ khoảng 12V này. Vòng tua của nó 500 vòng trên phút này, đến 1.300 vòng trên phút này. Mũi tối đa của dùng cái máy khoan pin 12V này là mũi tối đa mũi 10 ly nhé các bác nhé, mũi 10 ly pin lithium 12V. Đấy, pin lithium 12V, pin này ở ngoài thị trường rất là nhiều. Thì đây, chọn bộ thì chọn bộ của máy 12V Makita thì gồm một thân máy này, một thân máy này, hai pin này, pin 1, pin 2 này, và sạc cốc này, kèm phụ kiện chi tiết này như trên hình là các bác đang xem này, đúng không ạ? Giá là 420.000 đồng, là miễn phí vận chuyển các bác nhé, bảo hành máy 6 tháng. Đây, đối với vấn đề sạc cốc thì sạc cốc này dùng độ bền nó rất là cao, và dùng sạc pin nó rất là nhanh, sạc cốc độ bền rất là cao và sạc pin rất là nhanh nhé. Khi sạc thì nó sẽ báo đèn đỏ như thế này, và khi đầy pin thì nó sẽ chuyển sang đèn xanh để báo hiệu là pin đầy rồi nhé. Đây, các bác chỉ cần cắm thẳng vào quả pin này xuống đây thôi. Một ổ cắm, đầu cắm của nó thì cắm thẳng vào nguồn điện 220V, và cái quả pin này các bác chỉ cần cắm vào cái cục sạc này. Đấy, nó sẽ báo đèn đỏ, đúng không ạ? Thì em xin báo giá lại là sản phẩm máy khoan pin 12V Makita. Bên em đang chào bán ở ngoài thị trường là 420.000 đồng, là miễn phí vận chuyển nhé. Chọn bộ thì như các bác đang nhìn ở trên màn hình đây, chọn bộ thì như các bác đang xem ở trên màn hình như thế này, pin này, máy này, hai pin này, pin 1, pin 2 này, cục sạc, sạc cốc này, kèm phụ kiện chi tiết này. Phụ kiện chi tiết này nó là những cái đầu mũi khoan này, phụ kiện chi tiết nó là những cái đầu mũi khoan này, đầu mũi khoan nhé, các đầu bắn vít bốn cạnh hai cạnh này, cái đầu khẩu nhỏ này. Tay vặn này là tay vặn góc cạnh nhé. Các bác vặn góc cạnh, cái độ góc khuất thì nó rất là kín, thì cần những cái độ, cần những cái tay vặn này để các bác có thể luồn vào để vặn những cái đầu khẩu hoặc đầu vặn vít của nó. Đây, rất là dễ dàng, đúng không ạ? Đấy, các bác lắp cái này đầu này vào máy này, đầu này vào đầu vặn vít của nó này, chân vặn vít bốn cạnh hai cạnh này có thể mình xoay ốc xoay vít đều được. Đấy, rất là đơn giản. Máy thì được bên em bảo hành là 6 tháng. 6 tháng trên máy nhé. Dòng Makita 12V này dùng rất là bền. Mẫu này thì em đã bán được khoảng 2 đến 3 năm nay rồi. Thì chất lượng rất là tốt. Đấy. Em xin báo giá lại là giá bên em đang chào bán cho các bác là 420.000 đồng, là miễn phí vận chuyển về tận nhà. Các bác nhận hàng, các bác mở kiểm tra sản phẩm rồi thanh toán tiền cho bưu tá giúp em nhé. Thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá giúp em nhé. Đây. Chọn bộ thì bao gồm một máy. Đây các bác xem. Chọn bộ thì bao gồm một máy này, hai pin, sạc cốc, kèm phụ kiện chi tiết, giá 420.000 đồng là bao ship tận nhà. Các bác xem hàng rồi thanh toán tiền cho bưu tá giúp em nhé. Đây, hôm nay bên em về khoảng tầm 200 máy, hôm nay em xả hết hàng cho các bác luôn. Các bác nhanh tay đặt hàng, liên hệ vào số điện thoại của em là 0975 842 993 và 0326 548 330 nhé. Hoặc là check Zalo nhắn tin cho em nhé. Hoặc là để lại số điện thoại dưới video này, bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác để gửi hàng cho các bác đến tận nhà giao hàng.
các bác ở trong Nam thì gửi hàng khoảng 4 đến 5 ngày là các anh nhận được hàng. Còn miền Bắc thì bọn em sẽ gửi hàng khoảng 2 đến 3 ngày. Đấy là như vậy. Thì các bác nhận hàng, các bác mở kiểm tra máy, phụ kiện theo máy đầy đủ là nhận hàng cho em thôi, được chưa ạ? Kênh YouTube của em là Điện Máy Đông Anh, bán hàng rất là lâu rồi. Uy tín rất là cao, được anh em các bác ủng hộ rất là nhiều. Đấy. Vâng, xin em xin hết kết thúc video. Và xin hẹn các bác trong những video tiếp theo nhé. Em xin cảm ơn nhé.